Aroma xin mời các bạn đi cùng với Hạ tham quan công trình setup quầy bar, khu vực cho nhà hàng, nơi mà chúng ta đón khách rất là nhiều và thường xuyên nhất. Hiện nay thì có rất là nhiều những vật liệu để chúng ta có thể trang trí quầy bar, và một trong những vật liệu để làm cho quầy bar trở nên độc đáo cũng như là đẹp hơn hẳn so với những cái thiết kế cũ thì đó chính là sử dụng tấm Aroma làm sóng. Và bây giờ xin mời anh chị và các bạn cùng Hạ theo dõi các bác thợ từng bước setup cái khu vực quầy bar này như thế nào nhé. Theo như Hạ quan sát thì có 6 bước để thi công quầy bar. Thì với bước đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ tạo hình khung của quầy bar. Với những cái thiết kế ban đầu, chúng ta sẽ sử dụng hệ khung sắt hộp để tạo khung hình cho cái quầy bar. Và với những cái vị trí cần uốn thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ở một cạnh để chúng ta có thể dễ dàng uốn cái khung thép này được trở nên dễ dàng hơn. Sau đó thì mình sẽ hàn cái hệ khung thép này theo như là cái kết cấu mà chúng ta đã dự định làm từ ban đầu. Và bước số 2 đó chính là tiến hành đi nẹp. Sau khi mà chúng ta đã thi công xong hệ khung xương rồi, chúng ta sẽ dùng keo bôi vào mặt sau của thanh nẹp và ghim nẹp giữ cố định vào hệ khung xương. Nẹp sẽ được đi vào vị trí đầu và vị trí cuối của hệ khung sắt làm quầy bar. Và tại sao lại đi nẹp trước như thế này? Bình thường nếu như chúng ta thi công trần hoặc thi công tường thì cái nẹp kết thúc này chúng ta sẽ thường là đi sau. Nhưng mà khi chúng ta thi công quầy bar và set up quầy bar như thế này thì mình sẽ đi nẹp trước. Và sau đó thì việc luồn tấm vào là khiến cho cái hệ không gian quầy bar của mình nó được trở lên fit và đẹp rồi các anh chị ạ. Bước số 3 là ta tiến hành đo và cắt kích thước tấm nam sóng phù hợp với cả kích thước của quầy bar. Sau đó thì nắp tấm lên trên hệ khung xương của quầy bar. Trước khi nắp tấm, tiến hành bôi keo vào mặt sau. Sau đó thì nắp những tấm đầu tiên, khoan bắt nít giữ cố định tấm nam sóng và hệ khung xương, giúp cho tấm được chắc chắn hơn khi trong quá trình sử dụng. Và những tấm tiếp theo chúng ta vẫn mắc kép như vậy, tương tự như những tấm đầu tiên và liên tục cho đến hết, giúp cho tấm bao phủ được kín khu vực quầy bar. Về cơ bản thì quầy bar này tương đối là đẹp rồi. Tuy nhiên thì để cho không gian của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn và thẩm mỹ hơn thì chúng ta cần dựng thêm những cái khung đèn phía sau, hay được gọi là background. Và bước thứ tư này đó chính là đi hệ khung xương cho khung đèn phía sau gần background. Hệ khung xương ở đây gia chủ đang lựa chọn sử dụng đó chính là khung xương bằng gỗ. Tuy nhiên thì chúng ta có thể sử dụng khung xương sắt hộp hoặc là khung xương inox đều có thể được nhé các anh chị. Một số anh chị còn dùng cả khung xương thạch cao. Tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người, mình có thể lựa chọn những hệ khung xương là khác nhau. Như bác thợ thi công ở đây thì khá là cẩn thận, hệ xương đi rất là dày. Và chuyển sang bước thứ 5, ta tiến hành ốp tấm Aroma làm sóng lên bức background. Để tiến hành ốp tấm làm sóng, ta vẫn bôi keo vào mặt sau của tấm. Sau đó thì nắp những tấm đầu tiên, sử dụng khoang mắt vít giữ cố định tấm lên hệ khung xương đã được định hình sẵn, để tạo cho điểm nhấn cũng như dễ dàng gắn logo của công ty hay logo của nhà hàng lên. Thì bác thợ đã lựa chọn ốp tấm Aroma PVC giả đá lên và làm nổi bật cho cái logo của mình được tốt hơn. Với tấm Aroma giả đá này, chúng ta sẽ không dùng keo inox mà chỉ bôi keo vào mặt sau, sau đó dán trực tiếp lên, thi công khá là đơn giản. Với những vị trí góc cạnh, mình sẽ sử dụng những cây nẹp kết thúc, những cây nẹp phào chỉ để tạo ra những cái điểm nhấn cũng như là che đi những cái khuyết điểm ở những điểm kết thúc hay là điểm mối nối, làm cho công trình của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Và vừa rồi Hạ vừa tổng hợp cho các bạn 6 bước mà bác thợ đã sử dụng để thi công hệ thống quầy bar. Các bạn thấy video hữu ích, hãy chia sẻ để nhiều người có thể tham khảo được phương thức thi công này nha. Và đừng quên, trong các video tiếp theo, Hạ sẽ liên tục chia sẻ với các bạn về thông tin dòng vật liệu mới cũng như là cách thức thi công của dòng vật liệu này. Vì vậy, các bạn hãy ấn đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Aroma nha. Bây giờ thì Lê Hạ Aroma xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.